người nhồi nhộn nghĩ suy về kiếp người và những cuộc về sau. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Hồng đã để lại cho họ kế số lượng lớn tác phẩm đồ sộ. Với 250 bài thơ viết bằng chữ Hán, trong Thanh Liên Thi Tập, Nam Trung Tạm Ngâm, Bắc Hành Tạm Hội và các tác phẩm thơ viết bằng chữ Nôn, trong đó Văn Tế Thập Loạn Chúng Sinh tuy nói về cõi thân xã hội hồn ma, nhưng đó lại là hình ảnh phản chiếu của xã hội trần thế. Song khác biệt ở chỗ chúng sinh ai cũng như ai, không có đối lập giàu nghèo sang hèn, cùng chịu cảnh đọa đày oan khuất và cô đơn, nên nhà thơ xót thương tất cả. Đặc biệt với 3254 câu thơ lục mắt trong truyện Kiều, một áng văn chương độc nhất vô nhị, thể hiện tài năng văn chương kiệt xuất, lời lời châu ngọc hàng hàng ấm thêm, tôn vinh ngôn ngữ nước nhà, đưa thi phẩm Việt Nam ngang tầm với những thi phẩm hàng đầu của thế giới. Đưa ông vào ở bất tử cùng với các bậc vĩ nhân của nhân loại. Tư gia tể tướng Nguyễn Nghiễm tọa lạc ở phường Bích Câu là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế bậc nhất Thăng Long, là nơi cổ tụ cư ngụ của các quan lại, đại thần, danh sĩ và các bậc đại phú. Do người mẹ đảm nhiệm. Và mẹ con dạ.
ngay từ thời ấu thơ, Nguyễn Du được lớn lên cùng với những lời người dân ca quan họ trữ tình ngọt ngào đằm thắm. Qua sự dạy dỗ của bà ngoại và mẹ, Nguyễn Du đã sớm làm quen với lời hát tiếng Mông và văn hóa xứ Kinh Bắc. Ông Trần Côn cũng giáo dục kỹ lưỡng cho Nguyễn Du về truyền thống văn hóa nhà Trần. Một triều đại rực rỡ với hào khí đông an, ba lần đánh thắng đế quốc Nguyên Mông Sơn Mật. Cùng mọi người thành kính tạ ơn ân đức tiên tổ. Đó là bài học
đầu đời của Nguyễn Du về đạo làm người, biết hiểu kính tổ tiên và tự hào về truyền thống dòng tộc. Xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh là trung tâm Phật giáo Việt Nam, còn hiện hữu nhiều ngôi chùa hàng ngàn năm tuổi như chùa Dâu, Phật Tích, Vũ Tháp và chùa Tiêu. Bà ơi, mình đi đâu thế ạ? Vào chùa con ạ. Con có thích không? Thích ạ. Chùa Tiêu, nơi chủ trì của Thiền sư Vạn Thành, cũng là nơi sinh của vua Lý Thái Tổ. Vị vua khai mở Thăng Long, ngài đã coi giáo lý đạo Phật là nền tảng đạo đức căn bản của xã hội. Vì thế, lên chùa lễ Phật là một nét văn hóa truyền thống của người xứ Kinh Bắc. Con là sao thế? Là kia. À, đây là hai ông thần đại diện cho thiện và ác. Nếu ai đang thể hiện thần đức độ không hại ai, thì ông thần thiện này sẽ phù hộ đấy. Còn những kẻ ác làm hại người khác thì sẽ bị ông thần ác kia trừng phạt. À, như bà cháu ta ăn thần thiện thành đức độ không hại ai thì sẽ được ông thần thiện che chở phù hộ với cháu ạ. Cháu hiểu chưa? Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Còn là mùa hóa gì ạ? Phải chăng những ngôi chùa ở quê mùa là những nét gợi mở đầu tiên về không gian Phật giáo, giúp Nguyễn Du mô tả những ngôi chùa từ quan công khác đến chiêu thần an và những vị sư giác du tam hợp trong truyền kiều. Con người ta mới sinh ra đều có bản tính tốt lành. Với đại thi học Nguyễn Du, đức tính thiện lành lớn dần theo thời gian. Khi ở tầng cũng như lúc làm quan, ông không chỉ thương những người đồng cảnh ngộ mà thương cả những người khác hoàn cảnh không đồng tâm sự, lại còn thương đến cả những con vật. Con ngựa già bị ai bỏ quên dưới chân cảnh, hay con chó săn lạc trong rừng sâu. Với ông, những thân phận con ong cái kiến luôn cần tay người cứu vớt. Nhìn con trai giải cứu con kiến trong miệng trẻ, ông Nguyễn Miễn đã vô cùng ngỡ ngàng, mừng vui khi đạt đến tích điện của dòng họ mà ông soạn thành ra vốn tích điện như hạt giống đã nảy mầm. Oh,
trước hát làm chính xác lời bài hát cùng âm điệu của bài hát rồi nghe. Những ngôn từ thể hiện trong dân ca quan họ thực sự đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức và tâm hồn của Nguyễn Du. Trước kia là vùng người xứ Bạc, nhưng mà bắt đầu năm 1907
truyền khẩu của dòng họ thì cụ nó dân công nguyện nhiệm là một cái định tròn hơn để mình cứ với một cái mong muốn là xây dựng dòng họ trở thành một dòng đàn có lẽ và ông đã hoàn thành cái sự nghiệp xây dựng một dòng chính thiện. Chính ở đây, Nghi Xuân Sư có danh xưng điển lý Ả An là một thầy phong thủy nước Việt. Cụ Nguyễn Hiền cũng là người am hiểu phong thổ, dịch lý, đã tự mình tìm mạch nước, đào giếng, dựng nhà, làm lễ tạ trời đất cho đất quốc đầu tiên để định cư, phát triển dòng tộc. Người Việt coi trọng giếng nước, thường gọi là giếng vàng hay giếng ngọc, coi đó là cội nguồn của sự sống. Hồi Nguyễn Nghĩa được chí sĩ dựng ngôi đình ở cạnh bến sông này để ngắm rồi mở một ăn mừng. Người ta coi đó là vinh dự nên đổi tên bến đò là Giang Đình và đổi tên chợ thành chợ Giang Đình. Nơi đây là một trong Nghi Xuân pháp cảnh. Năm 1771, khi Nguyễn Du vừa 6 tuổi, triều đình cho đệ tướng Nguyễn Nghĩa về nghỉ hưu. Lần đầu tiên được theo cha về quê mình, chứng kiến cảnh chức sắc địa phương cùng bà con họ hàng và dân làng quan trọng đón đại gia đình nhà mình. Tấm tượng và phòng phát huy và tâm trí Nguyễn Du. Những năm sống trong cảnh nghèo khó dưới chân núi Hồng Tịnh, bao lần trong bến gia đình, Nguyễn Du nhớ tiếp một thời vàng son. Về hưu ngày ấy cha ta, xe hồ ngựa tứ đã qua bến nào. Huyền kích nước tượng dòng quê, lọc như hàng bóng điểm thay giữa trời. Từ khi xiêm áo qua thời, khói trong mọc cỏ ngập mùi bờ sông. Trăm năm bao chuyện đau lòng, chả ăn ngày trước, nay không còn gì. Nga Hống có nhiều việc đất đai quý
Từ đời tổ nguyên tín yên, đến đời tối là đời thử nóng, chưa có gì phấn khóc. Tôi chỉ dám chú rơi phân mộ giá trị để giá trị ấn lực của tiến tổ. Xin hỏi các con ngài đều đã thành đàn danh, ngài đã làm điều tâm đức gì mà được như thế? Xưa nay tôi cũng là một kẻ phiếu có được, chẳng quá là đồ mẹ chúng đó mà thôi. Người đó đã di rời một bộ thân do họ ra, tám người hạ sử, võ phi, văn sử, đồng hùng. Ở nơi nào, ông người đó còn cho đồng hóa cái lửa, dùng để bộ ngựa. Với hy vọng, bạn người Huệ, chú Nguyễn Trọng và ta sẽ làm đến hết tất cả các bí quyết điện. Ông người con đã chạy lại trong đại lễ chân tiên. Sau này, con cũng đọc dị kinh viễn ly đại lễ chân tiên từ ẩu chân tiên do mùa soạn để lại cái đời con chẳng. Là con sẽ hiểu rõ chuyện hôm nay ta kể. Thưa cha, con đọc bài. Những câu chuyện